chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Vắng bóng đồ chơi Trung thu truyền thống, xã Đoàn Đào trồng thêm 2 km đường hoa, nhân dân xã Liên Khê gìn giữ và tôn tạo các giếng làng cổ. Mô hình thu gom phế liệu gây quỹ giúp phụ nữ nghèo ở phường Lam Sơn. Trong một góc nhìn văn hóa tuần này là phóng sự giáo dục văn hóa giao thông, những cách làm hay ở một số trường học và phóng sự Hưng Yên nỗ lực gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát chống quân. Trong mục di sản Hưng Yên, mời quý vị và các bạn cùng khám phá lăng đá Nguyễn Bá Khanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước đây cứ mỗi dịp Trung thu, trống ếch, mặt nạ sư tử, đèn ông sao, đèn kéo quân, tàu thủy sắt tây là những món đồ chơi được rất nhiều trẻ em yêu thích. Ngày nay các đồ chơi truyền thống không còn nhiều, hầu như chỉ có đèn ông sao, mặt nạ sư tử là còn được bày bán, nhưng số lượng mua không nhiều. Thay vào đó có đủ các loại đồ chơi với sự phong phú về mẫu mã, đa dạng về chủng loại. Chính những yếu tố đó khiến đồ chơi truyền thống dần vắng bóng trên thị trường. Các đồ chơi Trung thu truyền thống hầu hết được làm từ những chất liệu hoàn toàn tự nhiên, bằng những vật dụng dễ làm, đảm bảo độ an toàn cho người chơi. Bên cạnh đó, mỗi món đồ chơi không chỉ là một sản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí mà nó còn chứa đựng trong đó các hồn cốt của dân tộc. Các loại đồ chơi truyền thống luôn có sức hút riêng với con trẻ nếu cha mẹ hướng dẫn cách làm, cách chơi và gieo vào đó nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Có như vậy thì những đồ chơi truyền thống, đặc biệt là đồ chơi Trung thu mới có sức sống lâu bền. Thực hiện mô hình đường hoa phụ nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, Hội Phụ nữ xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ đã trồng 4 km đường hoa chiều tím tại 6 thôn từ năm 2018. Nhận thấy đây là một việc làm thiết thực, vừa tạo cảnh quan, vừa tránh được tình trạng rác thải vứt bừa bãi, chính quyền địa phương đã xã hội hóa gần 70 triệu đồng để trồng thêm 2 km đường hoa tại thôn Đoàn Đào với 200 cây hoa giấy xen kẽ hoa chiều tím. Những tuyến đường được chọn là đoạn đường đến trường mầm non, khu vực phía Bắc và phía Nam thôn Đoàn Đào. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng từ nhân dân. Rất đông người dân đã tình nguyện chung tay cùng địa phương để tham gia trồng cây. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu chú trọng gìn giữ nét quê tiêu biểu là giữ lại 5 giếng làng tại 5 thôn trong xã. Mỗi thôn đều có một giếng làng gắn với kỷ niệm và sinh hoạt thường ngày của người dân từ bao đời nay. Vì vậy, nhân dân quyết tâm gìn giữ và ủng hộ kinh phí, công sức để tôn tạo các giếng làng khang trang. Từ năm 2014 đến nay, lần lượt các giếng làng của các thôn Cẩm Khê, Cẩm Bối, Bối Khê, Kinh Thượng, Kinh Hạ đều được nhân dân địa phương tôn tạo, nạo vét, xây lan can chung quanh để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Đồng thời, người dân bảo nhau thường xuyên dọn dẹp khu vực giếng làng, giữ cảnh quan sạch đẹp để là nơi mọi người đến vui chơi, ngắm cảnh hàng ngày. Được thành lập từ năm 2017, Chi hội Phụ nữ 30 khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn đến nay có 35 thành viên. Với các tiêu chí sạch phố, sạch nhà, sạch bếp, các hội viên là lực lượng chính giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu phố. Bên cạnh đó, các hội viên trong chi hội thường xuyên thu gom các loại phế liệu, sau đó hàng tháng tập kết tại nhà văn hóa khu phố để phân loại phế liệu bán lấy tiền gây quỹ. Số tiền thu được từ việc bán phế liệu được các hội viên đút lợn tiết kiệm. Đến tháng 10 hàng năm, số tiền này sẽ được sử dụng để giúp đỡ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em nghèo học giỏi hay đóng góp vào quỹ khuyến học của địa phương. Đến nay, sau 3 năm đi vào hoạt động, chi hội đã thu được gần 10 triệu đồng. Thưa quý vị, tháng 9, tháng tựu trường cũng là tháng an toàn giao thông. Vì vậy, vấn đề giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh cũng là một nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường. Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến những cách làm hay ở một số trường học gần đường quốc lộ trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Những buổi tuyên truyền về an toàn giao thông như thế này đã trở nên quen thuộc với học sinh trường trung học cơ sở xã Tân Lập. Trước thực tế, hàng ngày, nhiều học sinh trong trường phải lưu thông trên những tuyến đường đông phương tiện và nguy hiểm như quốc lộ 38 và đường 380. Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh cẩn trọng và có ý thức khi tham gia giao thông tại các buổi sinh hoạt chào cờ và sinh hoạt lớp cuối tuần. Nhờ vậy mà 3 năm học gần đây, nhà trường không có cán bộ giáo viên và học sinh nào bị tai nạn giao thông. Nhà trường tuyên truyền là phải đi đúng bên phải lề đường, còn nếu đi xe điện phải đội mũ bảo hiểm, không được trêu đùa nạn nách khi đang tham gia giao thông.
Ngoài hình thức tuyên truyền, trường trung học cơ sở xã Tân Lập còn có giải pháp để giảm tải lượng học sinh lưu thông trên quốc lộ bằng cách mở một cổng phụ nối với đường liên thôn trong xã, giúp các em học sinh đi thuận tiện và an toàn. Chúng ta cũng cần phải giáo dục cho các em từ nhỏ để khi lớn lên các em tham gia giao thông nó có một cái hiểu biết tốt về cái luật giao thông để hạn chế bớt những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Giáo dục văn hóa giao thông cũng được ban giám hiệu trường trung học phổ thông Minh Châu quan tâm chú trọng. Các tiết học ngoại khóa trở nên thú vị hơn khi giáo viên chủ nhiệm chính là người giảng cho học sinh nghe thế nào là tham gia giao thông có văn hóa, những hành vi không nên khi điều khiển xe thông qua những hình ảnh trực quan sinh động. Văn hóa giao thông trong học đường là cách mà các thầy cô và học sinh hiểu, tham gia và tuân thủ chấp hành luật giao thông ạ. Trường Trung học Phổ thông Minh Châu duy trì khá hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đội tình nguyện luôn có mặt tại cổng trường vào buổi tan học để nhắc nhở, hướng dẫn các bạn tuân thủ luật giao thông. Đa số học sinh trong trường hàng ngày lưu thông trên quốc lộ 39. Tuy nhiên, nhiều năm qua nhà trường không có học sinh vi phạm luật giao thông và học sinh bị tai nạn giao thông. Thời gian tới thì nhà trường tiếp tục triển khai các cái biện pháp tuyên truyền để cho các em hiểu về cái luật giao thông đường bộ để giữ cái an toàn cho bản thân các em, cho gia đình và cho những người tham gia giao thông. Thực tế đang có một bộ phận không nhỏ học sinh thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, để lại những hình ảnh không đẹp trong mắt người đi đường. Bên cạnh ý thức chấp hành luật giao thông của mỗi học sinh thì vai trò giáo dục của nhà trường là quan trọng và cần thiết để hình thành văn hóa giao thông trong học đường. Thưa quý vị, hát chống quân là môn nghệ thuật truyền thống có nhiều nét độc đáo, từ xa xưa đã trở thành nét đẹp văn hóa, niềm tự hào của người dân quê nhãn Hưng Yên. Đây cũng là loại hình nghệ thuật được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, do thời gian thị hiếu của người dân thay đổi, chuyển sang các loại hình âm nhạc khác nên không gian để chống quân hoạt động ngày càng bị thu hẹp. Trước thực trạng đó, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều giải pháp để gìn giữ và phát huy môn nghệ thuật này. Hưng Yên hiện có 6 nghệ nhân hát chống quân đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Nhiều câu lạc bộ chống quân đã được thành lập tại các xã như Dạ Trạch, An Vĩ, Hàm Tử, huyện Khói Châu, Tân Tiến, Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Bãi Sậy, Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Bên cạnh việc khôi phục và thành lập các câu lạc bộ văn nghệ thì ngành văn hóa cũng đã có nhiều giải pháp để gìn giữ và phát huy giá trị của môn nghệ thuật này. Hàng năm thì chúng tôi đều tổ chức các cái lớp truyền dạy để cho các cái nghệ nhân cũng như là những cái người mà có cái khả năng trình diễn về cái loại hình di sản này. Thứ hai nữa thì chúng tôi cũng tổ chức các cái hội thi, hội diễn cấp tỉnh, cấp huyện mà về cái loại hình này để cho các cái câu lạc bộ cũng như là các cái nghệ nhân, các cái hạt nhân văn nghệ cơ sở mà có cái khả năng để trình diễn cái loại hình di sản này để họ có cái cơ hội họ giao lưu, họ học hỏi lẫn nhau. Việc mở các lớp bồi dưỡng truyền dạy hát chống quân được triển khai từ năm 2009. Mỗi năm trung bình sẽ có 3 lớp truyền dạy, mỗi lớp thu hút từ 30 đến 50 học viên. Đối tượng học viên trong các lớp truyền dạy chủ yếu là các hạt nhân văn nghệ, công chức văn hóa xã hội tại cơ sở. Bên cạnh đó, một số trường cũng có hoạt động dạy chống quân cho học sinh. Với mỗi đối tượng sẽ có những nội dung truyền dạy khác nhau. Đối với bồi dưỡng cán bộ công chức xã phường thị trấn văn hóa văn nghệ cơ sở thì chúng tôi sẽ xây dựng các chương trình vừa truyền đạt về nguồn gốc xuất xứ chống quân và cái nghiệp vụ quản lý về lĩnh vực văn hóa văn nghệ và biết diễn sướng. Còn đối với nhà trường, chúng tôi xây dựng có lộ trình. Đầu tiên các em biết hát làn điệu theo làn điệu chống quân Hưng Yên và đặt lời ca về thầy cô mái trường. Bước tiếp theo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các em về cách diễn sướng, cách giao duyên đối đáp giữa bên nam và bên nữ. Qua các cái tiết học thì cho tôi kiến thức về chống quân thì để cho tôi có thể kết hợp cùng với cả các nhân tố văn nghệ của địa phương thì có thể dàn dựng để có những cái tiết mục để tham gia vào các cái chương trình văn nghệ và văn hóa của địa phương. Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai chương trình bảo vệ di sản hát ca trù và hát chống quân. Theo đó, hát ca trù chống quân được phổ biến rộng rãi trong các lễ hội văn hóa của tỉnh, trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hưng Yên. Các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, Khói Châu, Văn Giang thường xuyên tổ chức biểu diễn ca trù chống quân để quảng bá, đồng thời phục vụ du khách.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại lăng đá quan tư đồ Nguyễn Bá Khanh ở xã An Vĩ, huyện Gò Châu, tỉnh Hưng Yên. Đây là một lăng đá cổ còn giữ được nguyên vẹn các cái hiện vật đá và thuộc loại hiếm có tại tỉnh Hưng Yên. Lăng đá có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá. Khu lăng đá này rộng 240m2, là một quần thể các hiện vật đá được làm bằng đá xanh và đá ong. Nó thể hiện sự tài hoa của người thợ thời hậu Lê, rất là đặc sắc về mặt kiến trúc và nghệ thuật. Quan tư đồ Nguyễn Bá Khanh sinh ra tại thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới thời vua Lê Hiển Tông thế kỷ thứ 18 như Tổng Thái giám Đô Đốc Phủ, Tả Tướng Quân, Thái Tể Đại Tư Đồ. Vào năm 1770, khi còn sống, Nguyễn Bá Khanh đã xây dựng lăng cho mình tại quê hương. Khi ông mất, gia đình đưa về chôn cất tại đây. Tôi là cháu hậu duệ đời thứ 14 của cụ Nguyễn Bá Khanh. Đây là tấm bia hậu thần bia ký. Trong cái hậu thần bia ký này ấy, thì có nhắc đến ấy, là cụ đã xây dựng cái lăng này vào năm 1770 tại quê hương An Vĩ. Khi cụ chết thì được đưa về đây an táng và được nhân dân An Vĩ và trong vùng phụng thờ. Khu lăng mộ gồm nhiều hạng mục vẫn còn giữ nguyên vẹn đến ngày nay như mộ phần, bia ký, cổng lăng, khu sân trầu và đa dạng các hiện vật đá như tượng lính hầu, chó đá, voi đá, ngựa đá, hương án và các đồ thờ bằng đá. Tất cả đều được tạo tác sinh động, tinh tế, kích thước giống như thật, rất có hồn và được bố trí đăng đối từng cặp. Đá ở đây đã được bố trí theo cái sắc thái của cái triều đình vua Lê ngày xưa. Ngai này là cũng bằng đá, hoặc các cây đèn cũng bằng đá, hoặc là các lính canh thì cũng là làm bằng đá. Và theo như là khuôn mẫu cái khổ người lúc bấy giờ. Bên đây là một cái khối voi mà đã được đúc sẵn mang về đây. Cụ ấy là vừa quan văn vừa quan võ, thế cho nên bố trí bên kia là ngựa, bên này ấy, thì là voi, ý tứ là như thế. Cho nên là những cái phiến đá này rất là lớn và rất là công phu mà xây dựng rất là lâu mới xây dựng được cái khu lăng nó hoàn thiện như ngày nay. Đây là hai ông tượng được đúc bằng cả một cái khối đá xanh, thợ là điêu khắc lúc bây giờ là chạm trổ rất là công phu, mang cái hình mẫu mà các lính canh ngày xưa. Là hiện vật này rất là hoàn hảo và hiếm có, và chúng tôi bây giờ vẫn giữ rất là nguyên vẹn. Đây là phần mộ của cụ Nguyễn Bá Khanh. Thế được các nhà khảo cổ đã khai quật năm 1982, khai quật lên đấy quan tài của cụ này, thế rồi là quần áo này, thế rồi sáp thơm này, và các cái vật dụng của cụ đã được thu giữ và hiện nay là đang lưu giữ tại bảo tàng của tỉnh. Hài cốt của cụ là vẫn được giữ nguyên, và chúng tôi cũng đã bốc lại và chôn cất lại để lưu giữ cho con cháu sau này đến đây đèn nhang thắp hương. Di tích lăng cụ Nguyễn Bá Khanh là di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật được công nhận năm 1988. Đến nay di tích vẫn được bảo tồn, giáo dục truyền thống cho nhân dân cũng như là khách thập phương của các tỉnh bạn đến đây để thăm và viếng. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nắng mưa cũng như chiến tranh tàn phá, song các hiện vật đá tại khu lăng mộ quan tư đồ Nguyễn Bá Khanh vẫn trường tồn cùng thời gian. Đây là một di sản văn hóa độc đáo trên nguyên Sứ Nhãn, rất cần được bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.